Bộ Sát Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh Bộ Sát Huy toàn quốc. Trước mắt quý vị là vườn cây của anh Lương tại Kinh Môn, Hải Dương. Bộ Sát Huy đang có mặt ở vườn anh Lương vào cái thời tiết mùa hè. Nhưng khác với những vườn khác thì vườn cây của anh ấy cây nào cũng sạch sẽ, mịn màng. Bởi vì vườn cây của anh ấy rất nhiều tác phẩm hoàn thiện. Và hôm nay quý vị sẽ chiêm ngưỡng tổng thể vườn cây của anh. Ông chủ thì ngay trước mắt quý vị. Quý vị thấy ông chủ phong cách không? Xin chào tất cả anh em. Chào anh Lương nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Hôm nay lâu lâu chú Huy làm chương trình đi qua vào làm cái phóng sự sân vườn nhà mình. Vâng. Thì chào tất cả anh em trên toàn quốc. Thì một đầu mùa hè cái cây sao nó đỡ bị cháy. Anh mùa hè nhưng mà cây vườn lúc nào cũng sạch sẽ nhỉ. Mùa này thì hạn chế cắt. Nhưng mà cây hoàn thiện thì mình cứ phải cắt liên tục, có vấn đề gì đâu anh nhỉ? Những cành nó ngông thì mình cắt cho đẩy cho nó. Anh đang cắt một cái cây si cổ đây anh. Cây si cổ đấy. Si cổ này khá đẹp đấy quý vị ạ. Cao khoảng 70 phân anh Lương nhỉ? Cây này tuổi dậu thì chắc là cũng như mình biết là chất đẹp này. Cái này cô lá sao đẹp lắm này anh Lương này. Về cái đất này nó rơi tầm 35 rồi. Ừ, nhưng mà về vườn anh là lâu chưa anh? Cái này về nhà anh được khoảng tầm 12 năm rồi. 12 năm rồi. À, lâu lắm rồi quý vị ạ. Cái mua của ông lão làng ở cái đất này. Si cổ nhá, vườn anh thì cũng khá nhiều si đấy quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy này. Nếu để vườn anh Lương thì mà sai quy đếm sơ sơ cũng nhiều, rất nhiều cái si hoàn thiện đấy quý vị ạ. Một tác phẩm có những cái đường nét khá là độc đáo. Một cây si cái si có cái tên là Trên Đỉnh Phù Vân của anh. Mình nhìn thấy cái nét tạo tác, nét tạo hình rất độc đáo. Đây cũng vậy này quý vị, đây si dáng trực giả lắm quý vị ạ. Hôm nay Bà Sa Huy chia sẻ cho quý vị ngắm lại vườn cây của anh Lương, nhà vườn Lương Bình tại Kinh Môn, Hải Dương. Một cái vườn cây đa dạng cây, đa dạng các chủng loại, đa dạng các kích cỡ. Anh ơi, cây này đợt này lên cái màu vàng nhiều thế anh nhỉ? Quý vị nhìn thấy cái rễ này, một màu đồng hết rồi quý vị nhé. Và có những cái nét chun chảy này nhỉ, đang chảy hết rồi. Cây này thì nó tuổi chậu nó quá lâu rồi. Bẹ chảy hết rồi quý vị nhé. Cái đó là cái câu trả lời cho cái tuổi chậu cũng như tuổi cây. Đợt này chú về cũng bất ngờ quá, không chỉnh sửa là chúng nó nhiều cái nó ung tùm. Vâng, cái này là thưa thoáng cho anh. Mà thấy mới tự nhiên chứ anh. Cái gì cứ càng tự nhiên thì càng tốt anh ạ. Đây quý vị nhìn thấy này, vườn anh ấy rất nhiều cái si nha quý vị nhé. Đây cũng là cái si cũng hơi rậm một chút mà cắt ra đẹp lắm quý vị ạ. Còn cái mặt sau đẹp. Cốt này quý vị này. Cái này trực dáng làng phải không anh? Cái này thì có phải không? Gần như là ba thân. À, ba thân. Okay. Cao khoảng 50 phân nhỉ? Yeah. 50 phân, mình thích phong cách của Đài Loan. Mình làm dạng chi Đài Loan. Bóng tàn tự nhiên đúng không? Gọi là mái đớp mái đấy. Mái lợp mái. Đây cũng một cây si nữa quý vị này. Cái này thì cái đường nét và nhiều cái nét khó mà sao đâu nhìn thấy. Rất nhiều cái nét khó.
Quý vị có điều kiện về kinh môn Hải Dương thì qua thăm vườn anh Lương. Vườn anh Lương từ năm ngoái đến năm nay anh cũng mua rất nhiều. Và đây là những cái cây anh mới mua năm ngoái. Đầu đầu Xanh năm à, đầu năm anh. Xanh quê đây quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy cốt chậu này và tuổi cây này. Già đã lất nẻ hết rồi. ra cùng quê ra 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 xấu. Con này nó quý, cái này nó là thân vảy, đóng vảy cá sấu. Quý vị nhìn thấy những cái vết thời gian. Đây là những cái vết tích thời gian. Đây là tự nhiên của cây quý vị nhé. Cây già và tự cho ra những cái vảy như thế này. Một cây sen quê anh vừa mua đầu năm. Vừa rồi là anh cái lô sen quê này cũng khá nhiều cây anh nhỉ. Lô này anh mua 5 cây của anh Trúc. 5 cây của một cái chú này cùng xã có vị nhá, cùng xã phường. Mình được. Giờ đến phường rồi, gọi cùng phường. Cùng phường. Ở đây là gọi phường Thất Hùng anh nhỉ? Đúng rồi, phường Thất Hùng. Phường Thất Hùng mà huyện Kinh Môn. Chúng ta đến ngắm tiếp quý vị này. Đây cây Đây là này xanh Nam Điền này quý vị này. làm tiền mới cầm lên anh Dũng Coca làm. À, mới nhờ anh Dũng Coca làm đá hay. Xanh Nam Điền hai một cây trực hoành. Cái số điện thoại của anh Lương là bao nhiêu anh Lương nhỉ? Anh có Của thể cung anh cấp cho vị. số 0979 953 727. Dạ vâng. Anh là khu dân cư Vũ Sáng, phường Thất Hùng. Dạ vâng. Chúng ta đi ngắm tiếp quý vị nhé. Vườn anh nhiều cây lắm quý vị ạ. À đây lại hôm nay lại nói cây này vừa rồi chú Đức Huy hôm mới mua gói trúc thì cũng là gọi không bán giao cây thì mình hứa với Đức Huy là hôm nào làm xong thì của chú Huy quay đến cho anh em mình chuyển dáng cái cây của anh Trúc này. Thế bây giờ anh đã chuyển dáng xong rồi đấy hả? Anh chuyển dáng xong rồi. Con này trước ngày nó là thân còn đá dựng đứng rồi anh À, hòn đá dựng mình đứng vặt và bây giờ xương để đang anh dựng nghiêng cái hòn đá đúng không anh? vặt ngã ra thì cho Em nó thấy thế này là hợp lý anh ạ. Mình nhìn thấy này. Anh ấy đưa hòn đá nghiêng ra và nhìn trong cây rất là phiêu. Tuy cái bóng tàn thì vẫn còn chưa được đầy đặn lắm, thiếu một chút. chung Nhưng là cái bóng tàn này khi mà một thời gian ngắn nữa thì trông cây rất là phiêu. Mà bò đá lâu lắm rồi quý vị nhé. vừa rồi lại lấy cái thêm của chú Huy cái chậu tàu này Anh ấy lấy chậu của bên Bosa Đa Huy để vào cái cây này. Chậu này thì chậu này vừa vặn mấy cây anh nhỉ. vào đây hợp lắm, nó cân đối mà hai cái nó chậu nó Mà anh trồng như này thì anh trồng lộc lật một bên này cũng hợp lý này. Một cây sinh quê khá là nghệ thuật của viện. Trong này anh cũng có cái sinh quê hoàn thiện đó này. vườn được còn mấy cái tác phẩm xanh quê già. Cây này sinh quê của anh này bóng tàn cũng tự nhiên này. Con này thì nếu mà Tự quả thì nhiên nhiều đẹp này. quả lắm. Quý vị, cây này cao phải gần 2 mét quý vị ạ. Quý vị đang ngắm một cây xanh Nam Điền. Hoàn thiện hết rồi quý vị. Tôi nhìn thấy bóng mái anh làm lạp đẹp không? Bông mái này thì rất ok rồi quý vị ạ. Quả phúc to. Bát ngàn cây quý vị này. Lại xanh quê nữa quý vị nhé. Cây này cũng là cái cây to lắm quý vị ạ. Cây này ở vườn anh lâu chưa anh? Nếu mà nói về cây này là cây chơi gần như đầu tay ở sân vườn nhà mình. À, vừa rồi thế anh thấy anh chỉnh lại sao đây? Em thấy nhiều rất nhiều palm này. Vừa rồi cây này trước ngày rồng co giáng tay hoành ra. Vừa À. rồi mình hâm mộ anh Thùy ở Hải Phòng, Kiến Thụy Hải Phòng. Vâng. Vì anh ấy tạo tác lối cây mình rất thích.
và mình cũng anh ấy chia sẻ trên mạng, với lại thực tế là gặp anh ấy mấy lần cuộc triển lãm, thế là mình nhìn cây của anh ưng lắm, thế là về mình cũng tư duy lại cái lối của Bắc Thùy. Thì Đây. mình làm một con cái tay xưa tay hoành, giờ mình làm một cái tay Tay Huyền đúng tay không? huyền đổ xuống. À bây giờ Hoành chuyển sang Huyền. Nhưng mà mùa này nó hang tốt thì mình Vâng chưa ạ. chưa làm kỹ được, Vâng ạ. hay là mình đang thích cái lối của anh Thùy. Cây này cây hoàn thiện của anh Lương quý vị nhá. Nhưng mà anh ấy vam xuống để chuyển dáng một chút. Có Riêng anh thay thay Trình đổi là cái dáng một mẫu chút quý mẫu vị. anh ấy là làm cái đường đường bông của anh làm mình thích ấy. Vâng. Anh ấy làm anh Thùy thì thiên về tự nhiên. Cây này là chơi đầu tay của mình cũng khá lâu rồi, À. Tác phẩm đầu tay của anh ấy hả? từ năm 99 2000 cơ. Vâng ạ. Ở phía trong này em nhìn thấy cây xanh Nam Điền này. Đúng Cây này rất là tiềm năng này anh Đương này. Đúng không anh? rồi, con này đang hoàn thiện đấy, nhưng mà đặt này để nó hơi tốt tí. Cây xanh Nam Điền răng lão quý vị ạ. Răng lão tiềm năng của anh. Mùa này thì mình để hơi tốt, cành thở để cho nó bút xua. Vâng ạ. Đây, bên này cũng rất nhiều này quý vị này. Và sau đây có lẽ là sẽ xin phép quý vị được quay những cái cây dễ quay quý vị ạ. Sẽ đi vào những cái cây hoàn thiện dễ quay. Cái đấy Đây cũng cũng là sành quê quý vị ạ. xin quê anh chúc. Cũng là một cái sành quê anh ấy mua đầu năm vừa rồi. Và bà Sa nhìn thấy cây xanh Nam Điền. Cột chậu. Nhìn đã quá quý vị ạ. Cái là cái chậu bị vỡ hay sao? Hay là anh chuẩn bị anh muốn thay chậu đây? Cái này thì đúng là anh mua của chủ nhân, người ta để trên tầng 6. Vâng. Nên là anh mấy anh em bê nó bị vỡ, nên là và anh có một lửa anh phải bỏ ra, anh đang ngồi tìm À. cái chậu tàu nhưng chưa 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 nhìn ưng, chưa nhìn ưng, đang tìm cái chậu tàu À. để cho bao ngồi lại, nhưng mà chưa nhìn chậu ưng, đang nhờ Quý Đức vị nhìn Huy thấy tìm cái chậu tàu. cái cột chậu mới đã làm sao? Đây là cái giá trị của tác phẩm quý vị. Chùn Như đi. thế này thì quý vị đủ hiểu là cây già thế nào. Một cái xanh Nam Điền dáng trực hoành. Đồ chơi của anh quý vị ạ. Cái nét già đồng bộ từ chân bệ đến chi rong. Cái này cao đến hơn 50 phân anh nhỉ? Tầm 50 phân hơn tí. Hơn 50 phân một tí. Và đằng sau một cây xanh Nam Điền. Cái này là Đồ quý của anh. mua của anh Trường Giấy, trực trực vườn. Trực hoành. Khoảng Một cây trực hoành. Cái này cũng tương đối hoàn thiện rồi anh này. ở cái này mùa tới là cắt là gần như hoàn thiện hết. Cái mua của anh Trường Giấy. À cây mua anh Trường Giấy quý vị nha. Đây này, Vào nhà vườn lớn mua cây luôn quý vị ạ. người ta cứ bảo là vào không có mua của anh Trường, nhưng mình thì cứ bình thường vào mua sân này, mua cái hai cái của anh Trường. Nói chung các anh mới bán cũng hợp lý mà. Các anh Đây, ấy cái này mua của anh Trường đấy, Vâng ạ. cái xong lại mua của anh Trường đấy. Mọi người cứ mạnh dạn quý vị ạ. Đến những cái vườn lớn mọi người cứ thích cây nào mọi người cứ mạnh dạn hỏi giá. Thực ra các anh cũng để cho những cái giá nó hợp lý quý vị ạ. Anh ấy mua được rẻ thì anh ấy để cho mọi người rẻ. Cứ nói bộ cây cũng Trường thì hãi, nhưng mình lại Đây cây cũng này anh ấy Lương anh cũng mua của anh Trường này. Thậm đang mà chí hoàn thiện đấy, mua của anh là mua anh cây của anh là cây phôi. Vâng ạ. Thậm chí anh ấy mua rẻ rồi anh lại để cho rẻ. Và so với thị trường thì rất rẻ. Đây cũng là xanh Nam Điền quý vị này. Cái này cũng già chứ anh Lương nhỉ? Già chứ, con này già, con này mặt chơi bên kia, giờ mình đổi mặt. À. Chiếc này mua của anh có bạn mới để mặt chơi bên kia, mình thay đổi mặt chơi.
để xem cái mặt bên này thế nào quý vị nhé. Đây anh ấy chia sẻ mặt bên này mặt chính. Ở chơi bên này cũng được anh ạ. Mặt này chơi cũng là mặt chính, là ok mà. Chơi nó sâu nó xa hơn. Vâng ạ. Chúng ta đi ngắm tiếp quý vị nhé. Xi hoàn thiện rồi quý vị này. Và đây cũng là xanh Nam Điền này. Và một tác phẩm xi có tên là Cụ Ông Cụ Bà. Một cái xi hai thân. Lý do là có cái tên Cụ Ông Cụ Bà là cái xi này là cái của ông bà. Bà sinh ra anh đúng không? Vâng. Sinh ra anh để lại. Thì bán đi lưu lạc và mua lại. Để thằng mua lại về. Cái xi này thì cũng tựa như là hai cụ đây. Chính vì vậy anh mới lấy tên là Cụ Ông Cụ Bà. Năm nay cây ấm tàn hơn nhiều. Vâng. Cái này cho ấm tàn mới cho rủ tàn. Cho nó đúng với cái cây cổ thụ anh ạ. Em muốn đấy đấy, chỗ đấy xuống nữa. Đấy, chỗ đấy rủ một tí nữa. Chung là cây này để mà một cái xi cổ mà già như thế này bẻ bãi thì gần như mình cũng đi rất nhiều rồi để hoàn thiện. Quý vị nhìn thấy này. Hàng cốt chậu rất già. Chun chảy. Một cái xi tầm đại quý vị nhé. Cái này cao phải từ mặt chậu lên anh ấy có đến 1m3, 1m4 anh nhỉ? Tầm đấy. Phải tầm đấy đấy, 1m3, 1m4 đấy. Tầm đấy đấy. Anh em mình mời tất cả anh em trên làng cây về uống nước chè, thưởng thức ngắm cái cây xi cổ của mình. Về đây không những cây xi cổ này còn rất nhiều cây của anh chứ. Vườn cây này của anh nhiều lắm quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy này. Quá nhiều cây cảnh. Cây này thì cái bệ này thì quý vị nhìn thấy cốt chậu lâu thế nào. Chắc như thế này thì quý vị đã đủ hiểu rồi. Và chúng ta đến một cây xanh quê nữa quý vị nhá. Anh mới sắm chậu đá cho cây anh. Vừa rồi mới tạo được cái chậu mới. Nhìn thấy anh ấy sắm chậu đá cho cây này. Cứ nhìn cái chậu vào cái có hợp không? Đẹp quá. Có tiền sắm bệ đá thì cho cây thì đẹp quá thì anh. 5 triệu. Cả bộ là 500 triệu. Đá đôn 55. Cả đôn năm nha. Ở xeo thôi, đây là chậu này, chậu của bác Dẫn Thanh Hà bác cái làm. Ô thế á? À chậu xi măng à? Xi măng. Ui rồi ôi, anh ấy không nói nhìn xa thì cứ tưởng là chậu đá thôi quý vị ạ. Để nói chậu quý vị đá ơi. Anh em về lại không phải chậu đá thì nếu không chia sẻ đúng không? Bà Sa Đô Huy cũng ngỡ là chậu đá cơ. Đây là chậu xi măng quý vị ạ. Nhưng các anh ấy làm giống đá quá quý vị ạ. Thế là anh Dương Anh Nhẫn này bao nhiêu chậu nhà ốc Trường Giấy là anh làm gần như là vâng. Cái sân vườn nhà anh Trường Giấy. Dạ vâng. Thế là mà hôm nay vô tình là cái này không phải là đạt anh đâu. Là mình vào chơi nhà anh Nhẫn là vào nhìn ưng quá là mình bỏ anh trả luôn sang cho mình mà. À. Đấy quý vị này. Và cây sen quê trở lại cây sen quê quý vị nhé. Bệ thân. Giả lắm quý vị ạ. Thân chun chảy. Nếu mà để mà nói cây xanh quê cổ mà tầm vóc con vừa phải chưa tầm cái này 1m2 anh nhỉ, cao 1m2. Một cây xanh quê cao 1m2.
con này bò chậu rất là đẹp. Nghệ nhân bàn tay vàng ra ngắm cây này phát nào. Rồi ra ngắm phát ra xung quanh. Chú Huy nhìn đợt này nó cây có form và học chậu có học không? Vâng, cây này thì chậu này thì em cũng thấy hợp. À, nhìn xa trông giống bể đá. Mà cây thì vào bể đá thì xa cái nào cũng biết. Mình nhìn thấy một dàn cây của anh. Cây nhỏ của anh cũng rất là nhiều. Chúng ta đi ngắm tiếp nữa. Đây là xanh Nam Điền anh nhỉ? Ừ, con xanh Nam Điền. Chân bệ hình thú. Còn đây xanh quê quý vị ạ. Úi dồi ôi, xanh quê này. Chảy như nham thạch rồi quý vị ạ. Nhìn bệ thích quá này quý vị này. Thân méo hết rồi quý vị nhỉ? Méo nhũn hết rồi. Cột chậu rất lâu rồi. Còn đây cũng là sân quê này quý vị này. Cây này cũng là cây cốt chậu. Rất nhiều cây hoàn thiện. Cốt chậu. Si xanh nhiều cây cốt chậu. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đắc Huy hôm nay trở lại với vườn anh Lương để chiêm ngưỡng, để tham quan và chia sẻ cho quý vị ngắm cái dàn cây của anh. Anh em xin phép được chào anh nhé. Chào Đức Huy, chúc Đức Huy luôn luôn giữ được cái sức khỏe đi làm chương trình cho anh em trên toàn quốc. Một lần càng ngày càng khỏe mạnh và tươi cuộc sống. Vâng, vâng. Đưa anh em lên cốt phim ý nghĩa hơn. Em cũng chúc cho anh là cứ gặp được nhiều cây quý, sưu tầm được nhiều cây quý để càng ngày cái vườn cây của mình càng có nhiều những cái tác phẩm xuất sắc hơn, đẹp hơn anh nhá. Anh thì cũng luôn luôn đi tìm kiếm. Dạ vâng. Xin chào mọi người nhá. Vâng vâng ạ, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đắc Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và sẽ trở lại với quý vị trong thước phim sau. Chào tạm biệt quý vị.